Đây, đây là hậu quả của việc hàng mít nhôm ha. Rồi cái nguyên nhân á, của cái máy mà nó vón dây xong rồi nó kẹt dây á, thì nó là như thế này. Cái dây á, thì anh em chọn cái loại dây hàng đồ mà dày á, từ 2 ly trở lên á, thì mình chọn cái dây 1 ly ha. Đó, dây 1 ly. Thì ở đây thì nó có cái núm này để nó siết cái dây này lại. Thì cái bánh răng ở trên nè, nó sẽ đè cái dây đưa qua bên cái này. Thì ở đây thì Alan sẽ mở ra để lý giải tại sao nó thường là nó hay bị kẹt dây ở cái tốc độ nó cao quá, nó chạy vào đây nó vón, hoặc là nó bị vướng ha. Rồi mình sẽ mở cái này ra cho anh em xem. Rồi. Đây, thông số độ lực siết vô là 1, 2, 3, 4. Thì trong quá trình mình làm cái cuộn này nè, nó chạy á, thì mình xem thử coi là nó nó kẹp được cái dây, nó đẩy cái dây đi chưa ha. Thì mình sẽ siết từ 1 tới 5, làm sao mà khi mà cái bánh răng này là nó chạy nè, nó sẽ đẩy cái dây mình răng trước. Ví dụ như ở đây thì Alan sẽ bấm thử cho anh em xem. Đây thì Alan sẽ bấm nha, bấm thì anh em xem cái này nó xoay nè, với lại cái đầu dây nó chạy ra nè. Đó, thấy không? Đó. Thì ở đây thì mình có cái núm này để nó canh cái dây á. Để quay sát cho anh em xem. Mình tháo ra luôn nha. Ở đây thì có một cái chụp với lại cái khớp. Đây cái khớp ở đây. Cái khớp này nó khi mình kết vô á, nó sẽ xoay cái bánh này. Thì cái vị trí mình đặt dây á, thì mình phải xem kỹ coi là cái bánh này á, nó có cái rãnh đây. Cái rãnh này là cho 1 ly nè. Cái rãnh này cho 8 diêm nè, là 0,8 ly á. Đó. Thì tùy vào cái dây, cái loại dây nào mình xài thì mình cân vô đúng vô cái lỗ đó. Để làm sao? Để làm sao á, nó sát mí vô. Đó, thì khi mà cái bánh ở trên, cái bánh ở trên đây nó đè xuống. Đè xuống thì cái này mình sẽ siết vô. Đây, cái này à, mình dùng mình siết, mình đè cái bánh đà ở trên đè xuống để nó kẹp vô cái rãnh này. Kẹp vô cái rãnh này ha. Thì mình phải thường xuyên vệ sinh, và anh em cho một tí nhớt á, lau chùi, đừng nó để cho nó rỉ. Nó rỉ thì nó kẹt. Nó kẹt thì khi nó chạy vào ở trong cái đầu này, từ cái đầu này ha. Đây, từ cái bánh này. Đây. Đó, nó chạy vô. Cái dây nó đè lên đây. Nó chạy vào ở đầu này thì nó sẽ bị kẹt. Đó. Thì cái này rất quan trọng. Rất quan trọng. Nếu như vị trí đặt cái rãnh sai thì cái sợi dây này nó nằm cao quá, nó sẽ lúc mà nó chạy nó sẽ vướng. Để mình ráp lại cho anh em xem. Rồi, nói luôn với anh em là ở đây thì ở cái vị trí này mình chốt vào á, nếu mà xoay đầu á, nếu mà là xài, mình đang xài 1 ly, nhưng mà nếu anh em xài 8 ly á, cho đồ mỏng á, đồ mỏng 1 ly tới 2 ly mấy đó, thì mình xài 8 diêm thì mình xoay cái đầu nó lại. Đây, mình xoay cái đầu nó lại. Thì khi mà đưa vào trong á, thì
cái vị trí đặt dây nó sẽ là 8 ly ha. Còn khi mình xoay đầu và 1 ly vào trong á thì nó sẽ chạy cho cái dây 1 ly. Đó, còn cái loại mà 1 ly 2 á, 1 ly 2 á, dây 1 ly 2 á, thì mình ra ngoài á, mình mua một cái khác ha. 1 ly ly 2. Rồi, hoặc là không có thì mình ra tiệm cho nó thợ người ta tiện cho mình. Rồi bây giờ Alan đặt vô lại. Rồi chạy nha. Đó, thấy cái bánh này nó quay thoải mái là được. Đó. Đó. Lên tới đây rồi thì ban nãy Lan có tháo ra để làm sẵn để nói với anh em là một cái lý do nữa là nó bị cái này cái đầu này nè, trong cái lúc mình hàn á nó sẽ bị dính đây, nó bị dính ở đây thì cái dây không đẩy lên được, cũng dẫn tới cái tình trạng là kẹt dây ha. Cái cuộn này nó chạy nhanh quá làm kẹt dây, trong khi đó dây ra không được thì nó cũng sẽ bị cái tình trạng là vón dây và đứt dây ở đây. Rồi để mình tháo cái này ra cho anh em xem. Trước khi tháo thì Alan ráp này lại, mở lại cho anh em xem nha. Đó, mở cái này ra. Rồi thì ở đây có cái này. Rồi tiếp theo Alan sẽ mở cái đầu này cho anh em xem. Đây, nó sẽ như thế này. Đó. Thì cấu tạo thì ở đây khi mà lên dây nó sẽ lên ra cái đầu này. Tiếp theo nó sẽ chạy ra cái đầu này ha, nó có một cái lỗ ở đây. Lỗ ở đây thì dây, khi nó dây nó vào trong này nè, nó sẽ chạy ra này. Thì trong lúc mình hàn á, có thể là cái lỗ này nó đã bị kẹt dây, cái dây hàn, cái mối hàn nó dính vô trong này luôn. Thành ra là cái dây nó không đẩy ra được từ cái lỗ nhỏ xíu này. Đó. Còn về cấu tạo thì hai cái lỗ hai bên hông ở đây anh em thấy á, đây ba cái lỗ, bốn cái bên hông nè. Mấy cái lỗ này để khi mình hàn khí CO2, argon gì đó, nó sẽ tỏa khí ra đi chung với lại cái đầu này để nó bảo vệ cái dây hàn cho mình. Rồi, cái đó là cái lý do thứ ba. Rồi, còn một cái lý do nữa khi mình tinh chỉnh máy nữa nó cũng ảnh hưởng tới nha. Rồi, giới thiệu luôn cho anh em. Rồi, cái lý do tiếp theo á, nó chính là cái khí này. Mình làm mình quên. Đó, mình luôn mở khí thì nó sẽ thiếu khí argon để mình hàn ha, nó cũng dẫn đến tình trạng là bây giờ mình đang hàn nhôm thì mình phải có khí argon. Thì ở cái phần chỉnh của mình á, mình chỉnh là 15 ở bên này cho nóng nhỏ. Rồi cái phần này thì anh em có thể xem ở những cái clip khác mà anh em YouTube người ta có làm ha, cách chỉnh khí CO2 argon cho máy. Rồi, thì cái lượng khí đó mình phải chỉnh đủ cho cái máy khi nó chạy ha. Phải chỉnh đủ cho cái máy khi nó chạy. Để làm sao? Khi chúng ta hàn á thì cái dây hàn nó đủ cháy, khi nó cháy xong rồi thì cái lượng dây tiếp theo nó sẽ chạy ra. Còn mặc định trên máy á thì cái số lượng dây ở đây. Cái số lượng dây nè, mét per min nè, thì khi mình chỉnh ampere thì nó đã tự động chạy cho mình cái số lượng dây phù hợp. Cho nên là cái phần mà bao nhiêu dây một phút thì mình cũng không có quan trọng.
nếu như anh em mà hàng dạng 4T á, 4T là hàng tự động á, là khi chúng ta bấm một cái là nó hàng liên tục cho mình, thì lúc đó mình mới quan trọng cái số lượng dây. Anh em nào mà muốn nghịch á, muốn chỉnh cái số lượng dây ha, đây số mét trên một phút, thì anh em giữ im cái nút này, rồi thả ra, thì nó sẽ thể hiện cho mình là cái số dây ha, cái số dây đây 6m8 giây một phút đó. Đó thì lúc đó mình sẽ không chỉnh được ampere ha, không chỉnh được ampere, đây chỉ có độ rộng, không chỉnh được ampere ha, độ rộng và số dây, đây số lượng dây. Thì đó là lý do tại sao mà Alan nói là mình cái dây nó sẽ tự động nó chạy. Rồi set lại ha. Rồi nhảy qua nè, đó lúc đó ampere. Thì bây giờ mình chỉnh lên lượng dây không được. Thì canh theo lượng ampere và volt á, thì nó đã tự động, máy nó đã tự động làm cái chuyện đó cho mình rồi. Thì mình không quan trọng cái đó, mà quan trọng là cái gì? Khi mối hàng chạy ra nó được đốt cháy hay không bởi cái khí dưỡng hàng. Đó, đốt cháy hay không bởi cái khí dưỡng hàng ha. Đó là lý do là nếu như que hàng không cháy hết thì cái lượng dây tiếp theo nếu chúng ta bấm tiếp á thì nó sẽ bị vón dây. Bấm tiếp mà nó không cháy nó sẽ bị kẹt. Cho nên do là đó cũng là do là ampere không đủ nè. Cái lượng điện á, cường độ điện nó không đủ để đốt cháy cái dây với vật liệu, thì cái dây ở đây nó tiếp tục nó chạy, tiếp tục nó đùn vào thì dẫn đến tình trạng là kẹt dây và đứt dây ở đây. Đó là cái lý do cuối cùng. Rồi thì đó là lý do mà mình bị kẹt dây ha anh em. Thì nếu anh em tinh chỉnh cái máy của mình nó đốt hết được cái lượng dây tức thời, cũng như là nếu như nó không bị kẹt dây bởi cái bộ phận mà truyền dây mình đã nói ngay đầu video này, thì dây sẽ được đốt hết tại thời điểm chúng ta hàng, thì sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng là bị kẹt dây và ra một mớ dây như thế này nhé. Ok, thì hy vọng thì cái video này mang lại cái kiến thức bổ ích. Mà những cái mẹo mà Alan gặp phải trong công việc của mình. Rất cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Và mong anh em cho video này một like, cũng như là đăng ký kênh nếu anh em chưa phải là thành viên của kênh nhé. Ok, bye bye. Cảm ơn anh em.